xe tải gây tai nạn rồi lao vào nhà dân. Thưa quý vị, sau va chạm xe khách ở Phú Yên, xe tải tông taxi dừng đèn đỏ rồi hút vào mái hiên nhà người dân, vùi hàng loạt xe máy. Tài xế Lê Văn Vũ chạy xe tải trên quốc lộ 1A hướng Bắc Nam vào sáng ngày 4 tháng 3. Đến xã An Mỹ, huyện Tuy An ở Phú Yên, xe bất ngờ tông vào xe khách rồi hút chiếc taxi đang dừng đèn đỏ phía trước. Xe tải tiếp tục lao vào lề, đâm sập mái hiên nhà bà Trần Thị Lạc, vùi ba xe máy dưới đống đổ nát. Chủ nhà cùng với người thân sợ hãi tháo chạy ra ngoài. Người đàn ông đi xe máy gần đó đã bị hút ngã và gây thương tích. Những người ngồi trên xe khách hoảng loạn la hét nhưng không ai bị thương. Tai nạn đã làm tường và nhiều vật dụng trong nhà bà Lan bị đổ sập. Xe tải gây ra tai nạn vỡ kính, móp méo phần đầu. Xe khách và xe taxi cùng 4 xe máy hư hỏng nặng.